Lan xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, 2015 đánh dấu 40 năm viễn xứ của những người Việt Nam tị nạn lưu lạc ở khắp nơi trên thế giới. Và những câu chuyện đau thương, kinh hoàng trên con đường tìm tự do đã được ghi lại qua sách vở hay phim ảnh bằng những lời kể của những nhân chứng sống. Tuy nhiên, việc làm này chỉ đủ khơi lại một giai đoạn lịch sử Việt Nam buồn thảm. Nhưng đây là một việc làm rất cần thiết để gìn giữ cho thế hệ mai sau có cơ hội tìm hiểu và biết thêm vì sao cha mẹ của họ đã phải chấp nhận mọi hiểm nguy, ngay cả hy sinh tánh mạng để chọn con đường vượt biển, cũng như những tủi nhục và đau thương mà họ đã gánh chịu chỉ vì hai chữ tự do của gần hơn 1/4 thế kỷ trước đây. Một quyển sách nói về thuyền nhân đã gây được tiếng vang và được phổ biến rộng rãi khắp nơi với tựa đề Boat People. Quyển sách này đã được chọn là tác phẩm hay nhất của khu vực Úc Châu và Tân Tây Lan về thể loại non-fiction vào năm 2012. Trong studio của Việt TV ngày hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh được sự có mặt của tác giả quyển sách Boat People, đó là cô Karina Hoàng. Xin kính mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ và trò chuyện cùng với tác giả của quyển sách Boat People. Dạ thưa, xin kính chào chị Karina Hoàng. Xin chào Khánh Lan. Dạ, xin mời chị gửi lời chào đến với quý khán giả của Việt TV. Và Karina Hoàng xin trân trọng kính chào khán giả của đài Việt TV. Dạ thưa chị, là chị có thể cho biết là cái lý do vì sao mà quyển sách Boat People ra đời? Trước hết thưa Khánh Lan, thì chính bản thân của Karina cũng là boat person. Mình cũng là thuyền nhân đi vượt biên năm 79. Rồi sau này con của Karina, lúc đó cháu 11, 12 tuổi, thì Karina nghĩ là đến một lúc nào đó mình cũng phải kể cho con nghe về cái lịch sử về thuyền nhân và cái quá khứ của mình. Tại vì đó cũng là một cái nguồn gốc của con cháu. Thì từ đó mà Karina nảy ý là muốn làm cuốn sách để cho thế hệ mai sau. Nhưng mà trước đó, đó thì có một thời gian thì Karina có những cái suy nghĩ là ngày xưa khi mà nói tới Việt Nam á, thì mọi người trên thế giới đều nghĩ tới chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà sau cái lúc năm 89 trở đi thì ai cũng nói tới cái chính sách đổi mới của trong nước Việt Nam đó, thì mọi người trên thế giới nhìn nước Việt Nam với một cái nhìn khác. Họ nghĩ đây là một cái cơ hội đầu tư, một cái đất nước mở mang, cái gì cũng nói tới kinh tế, kinh doanh hoặc là du lịch. Thì anh nghĩ rằng là nếu mà không có ai nhắc tới cái thời gian vượt biên, cái lịch sử đó của mình, thì trong tương lai sẽ không ai nghĩ biết tới nữa. Do đó mà có những cái thôi thúc trong lòng cho anh cuối cùng thực hiện được cuốn sách. Và chị có thể nói sơ lược về cuốn sách Boat People? Cái cuốn sách Boat People đó thì là một cái tập truyện có 38 câu chuyện và nhiều hình ảnh. Thì đây là chuyện của những nhân chứng sống đã trải qua cái thảm trạng vượt biên. Và đồng thời có những người đã từng làm việc với người tị nạn Việt Nam hoặc là cứu người thuyền nhân Việt Nam trên biển. Thì họ kể lại kinh nghiệm của họ. Thì những người Việt Nam họ đã vượt biên, họ kể lại cái hành trình của họ như thế nào, lý do nào người ta phải ra đi. Còn những người nước ngoài mà họ làm việc với mình thì họ chia sẻ với mình cái suy nghĩ của họ. Họ nghĩ gì về cái thảm trạng thuyền nhân và những cái gì họ đã trải qua, và cái chuyện thuyền nhân Việt Nam nó ảnh hưởng cũng đến việc làm của họ như thế nào. Đó cũng rất là có giá trị đối với mình. Dạ vâng. Và bằng cách nào để chị sưu tập những hình ảnh cũng như là tuyển chọn ra những mẫu chuyện mà Khánh Lan biết chắc là phải là rất là nhiều những cái câu chuyện mà chị nghe được từ những nhân chứng sống đó, làm thế nào để chị tuyển chọn ra? Dạ. Yeah. Đầu tiên thì bắt đầu từ cá nhân mình với trong gia đình những người đi vượt biên, rồi đến bạn bè, rồi họ giới thiệu đến những người khác. Nhưng có rất nhiều người họ biết là mình chuẩn bị làm sách thì họ liên lạc bằng email hoặc điện thoại để họ đề nghị là cho chuyện của họ để cho mình phỏng vấn, mình kể. Hình ảnh thì là quanh tìm hình của từ Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, hoặc là chính phủ Hồng Kông, hoặc là chính phủ Indonesia. Rồi có những cái nguồn cá nhân người ta có hình, người ta cho mình sử dụng. Nhưng mà hầu hết những cái hình này đó là anh xin được từ các tổ chức mà đã từng làm việc với người tị nạn ngày xưa. Và đặc biệt là có một số hình của tờ báo The West Australian là có năm 82, hoặc là một cái phóng sự về thuyền nhân trên Biển Đông, thì họ có những cái hình ảnh rất là nổi tiếng, thì anh được sử dụng hình đó. Và phải mất thời gian bao lâu kể từ khi chị bắt tay vào cái công việc mà muốn thực hiện quyển sách này? Anh mất gần 2 năm trời để thực hiện được cuốn sách Boat People. Yeah. Nhưng mà không phải một mình anh làm, anh có một nhóm, có nhiều người giúp mình để làm cái việc này. Yeah. Và thưa chị, là quyển sách đã được, ở đây thì chúng ta có được hai quyển sách ở đây. Thì những quyển sách này đã được ra mắt ở những nơi nào thưa chị?
Thì cái cuốn Bob People thì ra đời cách đây mấy năm rồi. Thì đầu tiên cuốn tiếng Anh đó thì Oanh làm là cho cái thế hệ con cái của mình, tại vì các cháu không đọc được tiếng Việt. Thì tiếng Anh thì Oanh đã ra mắt sách ở Mỹ và ở Úc. Rồi cách đây tháng 4 và tháng 5 năm nay đó thì Oanh mới thực hiện được cuốn sách tiếng Việt. Thì cuốn sách tiếng Việt cũng đã ra mắt ở bên Mỹ, nhiều tiểu bang ở bên Mỹ rồi. Xong rồi Oanh đã ra mắt sách hầu hết các tiểu bang bên Úc. Và bây giờ lần đầu tiên có dịp qua Canada để giới thiệu cuốn sách đến cho đồng hương ở Canada. Và thì ngoài Thu Anh thôi thì chị sẽ đi những nơi nào của Canada? Trong chuyến đi này thì Oanh sẽ ra mắt sách ở Toronto với lại Montreal thôi. Thì hy vọng sẽ có dịp trở lại và ra mắt sách ở những tiểu bang khác. Và cái sự hưởng ứng của độc giả thì như thế nào chị? Khánh Lâm muốn nói là của những người dòng chính cũng như là cộng đồng Việt Nam của mình. Cuốn sách Bob People bằng tiếng Anh đó thì được đón nhận bởi người Việt và người nước ngoài trên các quốc gia khác. Thì đầu tiên là cuốn sách này được giải thưởng vào năm 2012, được gọi là cuốn sách về chuyện thật, người thật hay nhất của nước Úc và New Zealand. Thì cuốn sách này hiện giờ là đang sử dụng ở trong trường trung học ở bên Úc cho 3 bộ môn Anh văn, lịch sử và học về immigrant với lại refugees. Thì đó là cái niềm rất là hãnh diện, tại vì học sinh ở bên Úc họ học và họ hiểu được nhiều về cái chuyện thường dân Việt Nam mình. Nhưng mà ngoài ra đó thì người Việt Nam ở khắp nơi họ đọc cuốn sách này thì Oanh nhận được những thư từ hoặc điện thoại của độc giả. Đầu tiên là họ cho thấy cuốn sách này đó cần thiết để cho họ kể lại cho con cháu và cái thế hệ thứ hai, thứ ba biết cha mẹ đi vượt biên là ra sao, tại sao phải đi, tại sao phải rời khỏi quê hương mình. Mà vì viết bằng tiếng Anh thì dễ cho con cái của họ đọc và hiểu hơn. Rồi cũng có một lần có một người họ chia sẻ với Oanh là nhờ cái cuốn sách này mà cha mẹ và con cái gần gũi nhau hơn, có cái cơ hội nói chuyện và hiểu hao nhau nhiều hơn. Thì anh này anh nói ngày xưa tôi hay kể cho con nghe nhưng mà tụi nó không muốn nghe. Bây giờ tự nhiên có cuốn sách tiếng Anh, nó đọc rồi nó hiểu, mà có những cái hình ảnh để làm cho các cháu nó hiếu kỳ đó. Thì coi rồi thì chính con của anh đó mới gọi, mới gặp cha, mới hỏi bộ hồi đó bố đi vượt biên như vậy đó hả, rồi bố kể cho con nghe. Thì lúc đó anh rất là mừng là bây giờ đến lúc con cái nó muốn tìm hiểu. Thì thật sự là nhờ những cái hình ảnh đó đó, thì đôi khi mình đọc là một chuyện, nhưng mà khi mà mình thấy những cái hình ảnh thì nó cho mình một cái cảm xúc khác. Cũng giống như là hồi năm 2012 thì ở đây có hội văn cố truyền nhân của anh Trần Đông ở bên Úc đó, thì chắc là chị ở bên Úc thì chị cũng biết cái sinh hoạt đó. Thì anh đến thì cũng có những cái cuộc triển lãm như vậy, thì bà con mình đến xem rất là đông và mọi người họ kể lại những cái cảm xúc của họ cũng như là những cái chuyến đi của họ. Thì bản thân Khánh Lan cũng là Boat People. Em đi vượt biên vào năm 82, em ở Bi Đông. Thì ngày xưa chị Karina ở đảo nào thì ở chị? Ở bên đảo Kuku bên Indonesia. Bên đó thì hơi cực khổ lắm phải không chị? Dạ. Và cái những cái khó khăn nào khi mà chị bắt tay để mà thực hiện cái cuốn sách này? Làm một cái cuốn sách thì nó rất là phức tạp, nó khó ở chỗ mình đi tìm chuyện rồi tìm hình ảnh. Nhưng mà khó hơn về mặt tinh thần nữa là có những cái lúc mà mình nghe cái người ta kể lại chuyện của họ mà nó đau buồn quá đó, thì lúc đó nó ảnh hưởng tinh thần cả người kể lẫn người nghe. Nhưng mà vì mình đã nói lên lịch sử, nói lên sự thật thì mình không có phải là lựa chọn cái chuyện nào mình nên nói, chuyện nào không nên nói. Tuy nhiên đó là nếu mà cả triệu người Việt Nam mình, thuyền nhân Việt Nam mà bằng lòng kể chuyện của họ lại thì trên thế giới có cả 1 triệu câu chuyện để nghe. Thì mỗi chuyện đều khác nhau hết. Thì làm cuốn sách này thì cũng giống như cuốn sách khác. Phải thời gian soạn bài, viết bài, sửa đổi, rồi soạn hình ảnh, rồi sắp xếp. Nhưng mà về mặt tinh thần thì cuốn sách này nó nặng nề hơn. Nhưng mình nghĩ là nặng nề hơn một số khách sách khác. Nhưng mà nó cũng rất là thú vị. Thì theo Khánh Lan thì đây là một cái cuốn sách rất là cần thiết cho mỗi gia đình Việt Nam của mình. Nếu mà mình đã từng một thời là thuyền nhân thì giống như chị nói là một cách để cho thế hệ trẻ họ biết cái sự thật nó như thế nào. Và hình như là Khánh Lan cũng được biết là khi mà chị ra cái cuốn sách này thì chính phủ Úc họ cũng rất là quan tâm. Dạ đúng rồi. Cũng cùng cái lúc mà cuốn sách này ra đời thì bên chính nước Úc là đang gặp cái tình trạng thuyền nhân đến nước họ hơi nhiều so với trước đây. Do đó là
người dân và chính phủ cũng hoang mang, cũng có những cái lối suy, sự suy nghĩ và cái sự lo âu là thường dân Việt Nam tới quốc gia mình thì mình phải làm sao và nó có những cái tai hại gì cho đất nước của họ. Thì cuốn sách này nó cũng giúp cho họ hiểu được một phần tại sao mà có người ta phải bỏ đất nước ra đi, mà đi bằng tàu thì nó nguy hiểm như thế nào, tại sao người ta đi bằng tàu mà không đi bằng máy bay hoặc những cái hình thức khác. Thì cuốn sách này nó có tự nhiên nó có hai cái ý nghĩa đối với cộng đồng người Úc. Một phần thì họ biết về cái lịch sử thường dân Việt Nam, nhưng một phần nó giúp cho họ cảm thông được với cái luồng thường dân mới ở các nước khác tới. Nói trở lại về cái vấn đề cuốn sách này mà cho tủ sách gia đình Việt Nam mình đó, thì không những là cho con cháu của mình biết được cái nguồn gốc và cái lịch sử tại sao cha mẹ và mình đang sống ở Mỹ, ở Úc hoặc Canada mà không phải ở quê ngoại, quê nội. Nhưng mà anh nghĩ quan trọng hơn nữa là khi con cái mà biết được cái sự hy sinh của cha mẹ đó thì sẽ có một cái sự quý trọng và thông cảm nhiều hơn và đồng thời là rất là hãnh diện. Dạ. Và nếu mà quý khán thính giả của Việt TV muốn mua sách thì phải liên lạc như thế nào thưa chị Karina? Dạ, chị Khánh Lan và khán thính giả có thể là mua sách tại tờ báo Thời báo hiện giờ là cái nơi phân phối chính cho cuốn sách Thuyền nhân và Boat People ở Canada. Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn cho nên chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình nơi đây. Xin kính mời quý vị theo dõi phần 2 của chương trình để chúng ta tìm hiểu về những sinh hoạt của chị Karina Hoàng trong vấn đề trở lại các trại tị nạn để tìm kiếm một phần của thuyền nhân. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kế tiếp. Xin chào chị Khánh Lan và xin chào khán giả của Đài Việt TV và cảm ơn quý vị đã lắng nghe.